90 km. Quần thể danh thắng Tràng An có 6.226 ha vùng lõi và 6.026 ha vùng đệm. Vùng lõi là các khu vực bảo tồn đặc biệt bao gồm trung tâm cố đô Hoa Lư 314 ha, khu Tam Cốc Bích Động 350 ha, khu sinh thái Tràng An 2.133 ha, rừng đặc dụng Hoa Lư 3.375 ha. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2014, quần thể này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới theo tiêu chí 5 về văn hóa và 2 tiêu chí 7-8 về thiên nhiên. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên và duy nhất của khu vực Đông Nam Á. Tiêu chí 5 về văn hóa là một ví dụ tiêu biểu về sự định cư mang tính truyền thống của con người và tiêu biểu cho một hoặc nhiều nền văn hóa, nhất là khi nó trở nên dễ bị tổn thương dưới tác động của những biến động không thể đảo ngược được. Hơn 30.000 năm trước, con người đã tương tác với cảnh quan thiên nhiên và thích nghi với những thay đổi lớn về điều kiện khí hậu, địa lý và môi trường. Sinh sống trong khu vực núi đá vôi, người ta đã phải đấu tranh để thích nghi với thiên nhiên biến đổi. Thời kỳ khí hậu biến đổi nhiều nhất trong lịch sử trái đất cách nay khoảng 7.000 đến 4.000 năm, bao gồm cả việc cảnh quan bị nhấn chìm nhiều lần do dao động mực nước biển. Những ấn sóng ở độ cao khoảng 4,5 mét còn ghi lại trên các vách đá. Những hang động khoét thông các khối núi kết nối các thung lũng với nhau đã viết thành trang lịch sử của thiên nhiên khu vực này. Tiêu chí 7 về thiên nhiên chứa đựng các hiện tượng, địa điểm tự nhiên hết sức nổi bật hoặc có vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và tầm quan trọng về thẩm mỹ. Cảnh quan Tràng An đẹp như bức tranh thủy mặc với hàng ngàn tháp cát trùng trùng điệp điệp bao quanh các thung lũng lớn nhỏ. Những con suối nhỏ ngoằn ngoèo xuyên từ vách thung lũng này băng qua một cánh rừng hay đầm lầy rộng rồi chui vào vách núi đối diện. Đó là một mê cung thực sự với vô số lối đi trong hang động dưới lòng đất. Lênh đênh trên chiếc thuyền nan, du khách chìm đắm trong thế giới màu sắc luôn tương phản và luôn thay đổi. Rừng mưa nhiệt đới xanh thẳm, núi đá vôi xám đen, mặt nước xanh lam, bầu trời xanh thẫm và cánh đồng xanh mát hay vàng ươm. Tiêu chí 8 về thiên nhiên là những ví dụ nổi bật đại diện cho những giai đoạn lớn trong lịch sử của trái đất, trong đó có lịch sử về sự sống, các quá trình địa chất, địa mạo. Là một bảo tàng địa chất, địa mạo sống động, thể hiện rõ nét các giai đoạn già của quá trình cát trong môi trường nhiệt đới ẩm. Quá trình hòa tan mạnh mẽ cách nay 5 triệu năm, lên khối đá vôi này đã tạo ra nhiều thung cát, các khối núi hình nón và các hang động ngầm. Sự chìm ngập dưới mực nước biển tạo nên sự biến đổi lý thú từ các khối núi hình nón sang các khối hình trụ đứng biệt lập. Hãy cùng Exotic Việt Nam khám phá Tràng An với những hành trình vào thế giới của quá khứ con người, quá khứ thiên nhiên và cảnh quan tuyệt mỹ. Lịch
Tràng An. Thì khu này thì họ mở rất nhiều những tour để chúng ta đi. Thì hiện giờ chúng ta đang đi cái lộ trình số 1, cũng xem như lộ trình dài nhất đi và về. Nãy cô lấy đò nó khoảng 15 cây số, anh sẽ đi mất hơn 3 giờ. Còn các lộ trình khác ngắn hơn chút xíu nhưng cũng na ná vậy thôi. Và dù đi lộ trình nào đi nữa thì tất cả lộ trình này nó muốn truyền tải cho du khách một điều, đó là các giá trị mà UNESCO đã công nhận tại nơi đây. Đây là một di sản có thể nói là hiếm hoi, và đây thì di sản duy nhất tại Việt Nam mà cái giá trị được xem được gọi là gì, kết hợp giữa thiên nhiên và văn hóa, cho nên gọi là di sản kép, hay là hỗn hợp. Để công nhận một địa điểm bất kỳ nào đó trên thế giới là một điểm di sản về thiên nhiên hay văn hóa thì UNESCO cũng đưa ra các tiêu chí. Về thiên nhiên thì có 4 tiêu chí, về văn hóa có 6 tiêu chí, và bất cứ địa điểm nào chỉ cần đạt một trong các tiêu chí đó và có cái hồ sơ để trình và người ta sẽ xét duyệt là sẽ được công nhận. Và dĩ nhiên tất cả những cái tiêu chí đó phải mang ý nghĩa toàn cầu, mà nghĩa toàn cầu tức là phải cả phạm vi thế giới. Và rất là vinh hạnh, rất là điểm này là chúng ta đã đạt được cả hai tiêu chí đó, về tự nhiên cũng có và về văn hóa cũng có. Rồi tôi giờ chúng ta leo lên núi để chúng ta lên đền Trần, chuẩn bị đôi chân thật khỏe, lên xuống cũng hơi vất vả, nhớ thở đều đi lên.